Trời ạ, cái xứ gì mà nắp cống cũng vô duyên thế này. Chào tiểu thư. Anh là ai? Bố tôi cử anh đến đây đón tôi sao? Tiểu thư đưa túi tôi cầm cho ạ. Bố tôi bận lắm à? Tôi đi du học bao nhiêu năm mới về, thế mà ông ấy cũng không sắp xếp đón tôi sao? Tiểu thư đưa điện thoại tôi cầm cho. Thôi khỏi, tôi tự cầm được. Anh giúp tôi cái này đi. Tiểu thư cứ đưa đây, tôi cầm cho. Đây, giúp tôi cái này đi. Có chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao không thể liên lạc được với bất cứ ai? Tại sao không có ai ở đây chịu giúp đỡ mình? Tại sao chứ? Cô ơi! Cô gì ơi! Cô ơi! Cướp! Cướp! Không, 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 không! Không, tôi không phải là cướp! Cô bình tĩnh lại đi! Tôi không làm gì cô cả! Chỉ là tại sao cô lại ngủ ở đây? Đã xảy ra chuyện gì à? Cô ăn đi. Con cứ từ tôi kẻo nghẹn đấy. Cảm ơn anh. Thế có con thêm không? Ừ. Thôi, tôi ăn như thế là đủ rồi. Lạ nhỉ? Cô bị xong rồi đi lang thang cả ngày ngoài đường hay sao? Vâng, tôi cũng đã thử mượn điện thoại người đi đường để liên hệ với bố mẹ và anh trai, nhưng không có ai nghe máy cả. Cô nói bố mẹ cô nằm trong tay một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cả nước. Vâng, tập đoàn Trung Thịnh. Tôi cũng chơi với khá nhiều người trong giới bất động sản, nhưng tôi chưa nghe cái tên đấy bao giờ cả. Tra Google thì cũng không có luôn. Tôi cũng không biết tại sao lại như thế. Lúc mà cô bị cướp ấy, đầu cô có đập vào đâu không? Làm những loạn thông tin trong não bộ ấy. Đây, cô có chắc là cô làm được không đấy? Tôi thì chưa làm việc nặng bao giờ, nhưng mà cũng không thể ngồi không mãi như thế được. Tôi cũng phải kiếm một công việc để phụ tiền ăn hàng tháng chứ. Mẹ anh và em gái anh đều rất tốt, nhưng mà nhiều vả nhiều quá tôi cũng thấy ngại. Vậy thì cố gắng nhá. Trong công ty có nhiều tầng, nhiều ban, mỗi loa công ấy sẽ được phân công chịu trách nhiệm từng khu vực khác nhau. Cô cứ làm theo chị trưởng nhóm là được. Cảm ơn anh đã giới thiệu tôi vào đây làm ạ. Đây, cô mặc đi cho đúng đồng phục. Cô là lao công mà ăn mặc sang chảnh nhất cái công ty này đấy. Tại trước giờ đồ tôi toàn như thế này thôi ạ. Tôi làm bên phòng nhân sự, có gì cần hỗ trợ cứ đến tìm tôi nhá. Dạ vâng ạ. Mọi việc ổn chứ? Dạ vâng, thưa chủ tịch. Cậu lo liệu mọi việc tay tôi nhé. Dạ vâng ạ. Em xin phép.
An ơi, nghỉ ăn trưa đã. Ngon thật đấy. Cô nói cứ như là cô chưa ăn bánh mì bao giờ ấy nhỉ? Trước đây tôi toàn chê mấy thứ vỉa hè như này, không bao giờ thèm thử luôn. Thế mà công nhận nó ngon thật. Phí quá. Bánh mì Việt Nam ấy là được công nhận ngon nhất thế giới đấy. Thế mà bây giờ tôi mới nhận ra. Trước đây tôi toàn thích nhà hàng, khách sạn sang chảnh, thích mua sắm những thứ xa xỉ, mà không nghĩ kiếm ra đồng tiền lại khó khăn đến thế. Cô đang nhớ nhà phải không? Tôi cũng không thể hiểu. Gia đình tôi như hoàn toàn biến mất ý. Căn nhà đã có người khác ở, đến hàng xóm cũ cũng không còn ở đó. Còn bạn bè thuở nhỏ của tôi cũng đi đâu mất hết. Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh. Rồi kiểu gì cô sẽ tìm lại bọn họ thôi. Tôi không cần biết cậu như thế nào, nhưng trong ngày hôm nay cậu phải mang nó về đây cho tôi. Cái gì? Alo? Alo? Này chị ơi, em vừa mới lau lại mà. Sao? Việc của mày là dọn rác còn gì? Nhưng em vừa mới lau xong mà. Chị đã đổ ra như này, em lại phải lau lại từ đầu cực lắm đấy ạ. Với lại khi nãy em vừa lau cà phê đổ cho chị rồi mà. Một lần hay nhiều lần thì mày vẫn phải làm. Không làm được thì cút, để tao thuê người khác. Có chuyện gì đây? Chào cậu trưởng phòng nhân sự. Cậu làm ơn đuổi cái con dọn rác không biết điều này ra khỏi đây cho tôi đi. Chịu hiền này, An mới vào làm, có gì chưa ý thì chị cứ nhẹ nhàng dạy bảo. Nghe cái giọng điệu của cậu, có vẻ như cậu đang muốn đứng ra bảo vệ cho cô ta đấy hả? Tôi làm bên nhân sự mà, An ấy là một nhân viên tốt, nên được tạo điều kiện để làm. Còn tôi là phu nhân tương lai của cái tập đoàn này, cũng nên chọn lọc những nhân viên biết điều và biết nghe lời chủ chứ nhỉ? Cậu coi chừng tôi đấy. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, chị ta không dám đuổi việc cô đâu. Làm nhé. Cô uống được cà phê chứ? Dạ, em cảm ơn ạ. Cô ngồi đi. Xin lỗi cô vì chuyện khi nãy nhá. Cô ấy từ bé được nuông chiều rồi, nên có tính đỏng đảnh và cũng có chút trịnh thượng. Không sao đâu ạ. Chị ấy là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà. Sống trong môi trường như vậy thì tính cách như thế cũng là dễ hiểu thôi ạ. Cô An có vẻ hiền lành và biết nhẫn nhịn quá nhở? Chắc tại em đã từng như thế, cho nên em có thể hiểu và thông cảm được ạ. Hả? Không có gì. Vậy thôi, cô cố gắng làm việc nhá. Có gì khó khăn ấy thì cứ tìm tôi. Em không dám ạ. Vào đi. Em chào chị. Chị cho gọi em à? Tôi cần cô dọn dẹp gấp cho tập học này. Sao? Cô đứng đấy à? Hay là cô không muốn làm nữa à? Dạ không, em dọn ngay đây ạ. Hãy
Mà lao công như cô mà cũng ăn mặc sang chảnh quá nhở? Em chỉ mặc quần áo bình thường như hàng ngày thôi ạ. Một con lao công như cô mà cũng đầu tư vào quần áo ghê thế cơ á. Rồi tiền lương có đủ mua sắm không? Quần áo của em trước đây đều là em mua bằng tiền của bố mẹ cho ạ. Bố mẹ cô có tiền để cho cô mua quần áo hàng hiệu cơ á. Giàu thế. Chị muốn nói gì ạ? À, tôi chỉ thắc mắc là bố mẹ cô giàu như thế, sao lại để cho cô đi làm lao công nhỉ? Này, bố nào thế? Bố Đường à? Này, chị đừng có mà xúc phạm tôi. Đấy, có thế chứ. Phải như thế này này. Chứ đừng tỏ ra yếu ớt trước mặt đàn ông, để chúng nó thương hại. Tôi lấy cớ bổ chài nhá. Chị gọi tôi đến đây để bày trò hạ nhục tôi có đúng không? Cái thứ trả danh chuyên đi quyến rũ bầu người khác như cô ấy thì bố xin đã hạ đẳng rồi. Chị... Ui... Ôi chết. Nhớ tay. Phiền cô An dọn giùm tôi nhá. Này, em bị điên đấy à? Anh mới bị điên đấy. Sao anh dám phản ứng như thế? Có phải anh và cô ta... Em thôi đi, đây là công ty chứ không phải là nhà em đâu. Em muốn làm gì thì làm. Anh với cô ta? Em làm ơn hiểu chuyện một chút đi. Anh nói em không hiểu chuyện. Ý anh nói là em vô lối. Em nhìn lại bản thân mình đi. Từ ngày mà em đến công ty nhận việc ấy, em đã làm được việc gì chưa? Hay lúc nào cũng lấy thân phận tiểu thư của mình ra để hách dịch, bắt nạt và chèn ép người khác. Anh được lắm. Anh bênh cô ta mà mắng chửi tôi. Rõ ràng là anh có tình ý với cô ta. Hôm nay anh nói đi, anh chọn tôi hay là chọn cô ta? Em đừng có bà trẻ con như vậy. Anh đừng quên, nếu không có tôi và 50% cổ phần của bố tôi ở đây thì anh sẽ không bao giờ có được như ngày hôm nay đâu. Alo, Chủ tịch Trung à? Dạ vâng, chào Lăng đứng cùng tiểu thư nhà mình nhé. Dạ, thưa Chủ tịch, vừa rồi có chuyện không may xảy ra. Cháu thực sự xin lỗi vì đã không chăm sóc chu đáo cho tiểu thư nhà mình. Dạ vâng ạ, cháu sẽ sắp xếp đưa tiểu thư về nhà. Chào cho chú. Thế này là thế nào ạ? Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Thực ra chuyện vụ cướp và những chuyện xảy ra sau đó là do bố của em sắp xếp. Ông cũng nhờ anh nhận em vào công ty làm để tự quan sát em đấy. À này, bố của em ấy cũng chỉ muốn em hiểu giá trị cuộc sống hơn thôi. Mà thôi, đầu đuôi câu chuyện thế nào ấy thì cậu Đức đây sẽ giải thích cho em nghe. Bây giờ bố mẹ của em ấy cũng đang rất nhớ em. Em cứ về nhà trước đi. Dạ, mời chú Thư ạ. Anh nói là cô ta là tiểu thư nhà chủ tịch Trung tập đoàn Hưng Thịnh sao? Đúng rồi đấy. Ừ, chết rồi. Nãy giờ em... Có khi nào cô ta sẽ trả thù em bằng cách bảo bố cô ta cắt đứt hợp đồng không? Không phải ai có lấy chuyện làm ăn, lấy cuộc sống của hàng nghìn công nhân và người lao động thiếu mỗi dự án ra để làm trò đùa như em đâu. Mình chia tay đi. Anh nói cái gì? Anh chịu được em hết đổ rồi. Em không còn là cô gái hồn nhiên vô tư ngày xưa anh quen nữa. Em bây giờ ngách khinh tường và lấy tiền bạc ra để làm thước đo tất cả mọi thứ. Em luôn lấy cổ phần công ty ra để mà chèn ép anh mỗi khi chúng ta bất đồng. Anh thả mất cả công ty và làm lại từ đầu còn hơn là phải chịu đựng người như em.